Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 trên địa bàn huyện Simacai có nhiều điểm bị ngập sâu nhiều ngày. Sau khi nước rút, cùng với bùn đất là rất nhiều rác thải chất thải. Nếu không xử lý tốt, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn là nguy cơ phát sinh các ổ dịch bệnh sau mưa lũ. Vì thế, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy chính quyền chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện ngay khi nước rút đó là dọn dẹp khử khuẩn nguồn nước môi trường. Với phương châm nước rút đến đâu làm vệ sinh môi trường đến đó, Trung tâm Y tế huyện đã huy động tất cả cán bộ xuống cơ sở, hướng dẫn các hộ gia đình, cơ quan bị ngập thực hiện vệ sinh, tiến hành phun khử khuẩn bằng hóa chất chloramin B, quyết tâm không để phát sinh dịch bệnh. Nước rút thì bên Trung tâm Y tế cũng cử người đến phun thuốc diệt khuẩn đầy đủ, chúng ta đã yên tâm rồi. Trung tâm Y tế huyện cũng chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc chloramin B và viên xử lý nước sạch cấp cho các trạm y tế phục vụ công tác khử trùng môi trường và nguồn nước. Đến nay, toàn bộ 10 trên 10 xã thị trấn đã tiến hành công tác khử trùng, tiêu độc, đảm bảo đúng quy định, đặc biệt là hướng dẫn nhân dân xử lý hiệu quả nguồn nước sinh hoạt. Hiện tại chúng tôi có khoảng độ tầm 7 tạ chloramin B ở tại trong kho, nên là và các cái hóa chất thì có 1 tấn cái loại mà xử lý nước sạch đó. Thế nên là cái vấn đề này thì chúng tôi đảm bảo chắc chắn rằng là sẽ đầy đủ cái khử trùng cho bà con. Ngành y tế, rồi trạm y tế ở các xã, rồi y tế thôn bản tăng cường hướng dẫn nhân dân làm công tác vệ sinh. Và tất cả các xã thị trấn, các khu dân cư mà những nơi ngập nước thì đều được dọn dẹp và đều được phun tiêu độc khử trùng để đảm bảo cho những cái bệnh dịch sau lũ không xảy ra trên địa bàn. Đến thời điểm này, Trung tâm Y tế huyện Simacai đã hoàn thành phun tiêu độc khử trùng tại 4 chợ, 54 cơ quan, hơn 700 hộ dân với tổng diện tích phun là trên 219.000 m². Thời gian tới, khi thời tiết thuận lợi, đơn vị sẽ huy động tổng lực tiến hành phun thuốc diệt muỗi, côn trùng, không để phát sinh vector lây truyền dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân.